Lời đầu tiên thì cho em xin cảm ơn thầy Thầy Hoàng Anh và tất cả các thầy cô trong tổ đoàn và xin chào tới toàn thể quý anh chị em trong hội trường. Thì rất cảm ơn bài trình bày của bạn bà có viên đầu kể cái ném đã gợi ý cho em để có thể nói rõ hơn về cái bài này. Thì đứng trên cấp độ của một nhà lâm sàng thì không dễ gì để chúng ta có thể một lựa chọn một phác đồ mà nó tối ưu trong điều kiện Việt Nam mà rất là tranh cãi về các xét nghiệm về các men năm ba hoặc là những cái lựa chọn mà mình không có những cái kháng sinh mới để cho sử dụng thì liệu rằng có cái phác đồ nào với những kháng sinh cũ mà chúng ta có thể sử dụng nó mà tốt nhất trong điều kiện của từng hoàn cảnh từng đơn vị hoặc từng bệnh nhân được hay không thì đó chính là cái mục đích mà trên bài trình bày hôm nay thì năm 2021 châu Âu và năm 2022 là Mỹ đã đưa ra những cái khuyến cáo về điều trị nhiễm khuẩn gram âm đa kháng trong khi đó thì nhận mình lên các vai trò của các uh, beta lactam uh, beta lactam và chất ức chế beta lactam. Uh, em viết tắt trên này là BL và BRI đó. Thì uh, người ta có nhận mình vai trò của hai chất này những cái thuốc mới này trong cái điều trị cho enterobacter và trực khuẩn mủ xanh. Uh, tuy nhiên uh, tại Việt Nam mình thì cũng không có cái điều kiện để chúng ta áp dụng phác đồ này được. Nên do đó em mới nhận mình lại cái vị trí và vai trò của colistin. Thì uh, Uh, phần trình bài là em có nói sơ qua về cơ chế đề kháng các bác bên em uh, và sau đó tại sao mà dựa trên những cái cơ chế đề kháng đó thì chúng ta sử dụng các BL, BLI này và tại sao trong hướng dẫn của Mỹ và châu Âu nó là nhận mình được tất cả những cái thuốc mới này và do đó uh, phần thứ ba nữa thì em nói về cái điều kiện hoàn cảnh tại Việt Nam và thứ tư nữa nói về khi những lưu ý khi sử dụng colistin mà cái phát đồ nào đang sử dụng colistin nếu như chúng ta không có các bl và bli này uh. À, à, em nói nhấn về vấn đề này thì à, vi khuẩn gram âm -um hiện tại là Acinetobacter baumannii uh, à, thực khuẩn mũ xanh và Enterobacter thì có thêm là trong Enterobacter mình có là E. và Klebsiella à, nó sẽ hàng mà khắp thiệt hơn cả vi khuẩn gram dương thì à, cả buổi sáng nay mình đã nói về gram dương á tụ cầu vàng đó nhưng tụ cầu vàng chỉ chiếm à, hiện tại kể ra nó chỉ chiếm dưới 10% thôi không thể nào nói hơn được nữa thì đây là một cái nghiên cứu mà lâu rồi nhưng mà chúng tôi cũng thấy là là cả các ba bên em kháng các ba bên em hiện tại là khoảng 90 thì cái cơ chế đề kháng nào của cái vi khuẩn gram âm mà nó mềm mẹ như kháng các ba bên em nó mềm mẹ như vậy thì báo cáo viên lúc này có nói thì em nói sơ qua như thế này là cái cơ chế đầu tiên là mất đi các porin tức là giảm khả năng thẩm kháng sinh bao trong nồi bao cái cơ chế thứ hai á là sinh các beta lactamase À, và cơ chế thứ ba là sản xuất bơm để ngược thuốc và có một cái cơ chế n kháng colistin là khi này có báo cáo viên cũng có nói rồi là tức là đột biến cấu trúc của mang lipopolysaccharide thì phân loại của các beta lactam này thì có à, mình dựa vào cấu trúc phân tử thì có hai phân nhóm à, hai nhóm là nhóm bết, là serin beta serine beta lactam và metallo beta lactam À, nhóm đầu tiên á, thì có phần nhóm ACD và nhóm thứ hai là phần nhóm B. Thì ví dụ phần nhóm A thì chúng ta có là ISBL hoặc là cái à, PC chẳng hạn cái này thì rất là là à, quen thuộc rồi. Cũng có có D thì có OSA 48 và ví dụ như tùy vào cái group phân tử đó thì những cái chất ức chế beta lactam A đó thì nó đánh vào cái cơ chế như thế nào? Ví dụ như avibactam chẳng hạn nó đánh vào vòng serin, tức là nó sẽ kháng được ACD, nó không đánh được B. Đó, thì cái Lựa chọn nào để đánh được phân nhóm B chẳng hạn Là là uh, Việc tắt là BM, uh, MBL á, thì tí nữa em sẽ nói uh, Thì Do đó mà có một cái Bạn mà nó tổng hợp rất là đầy đủ như thế này Chúng ta có những chất ức chế Beta-lactam mà cổ điện Ví dụ như là acid glavulanic uh, Sunbactam và tajobactam Thì kết hợp với những cái kháng sinh lựa uh, Beta-lactam mà cũ thì có những chế phẩm rất là cổ điển mà chúng ta sử dụng lâu lắm rồi, ví dụ như là amantin, unasin và tauchin thì nó kháng được ESBL. Tuy nhiên mà vi khuẩn đã sinh được cái pc thì tức là cái tính chất ức chế beta lactam mà cổ điển thì nó không có hiệu quả nữa. Và do đó chúng ta mới có được là avibactam, relebactam và vaborbactam. À, còn nếu như mà vi khuẩn mà có xin được MBL Thì cái lựa chọn điều trị hạn chế hơn rất là nhiều Thì chỉ có là à, Tôi thấy là rất là, là Được khuyến cáo nhiều nhất đó chính là Atrel-Nam thôi còn thêm với à, Abibactam chẳng hạn Hoặc là một cái kháng sinh nữa là Cephideronco có thể cân nhắc sử dụng Nếu như mà vi khuẩn xin MBL à, Tuy nhiên à, Hai cái slide vừa nãy tôi nói chỉ là cái à, Cơ chế về sinh beta lactama thôi Còn vi khuẩn khi đã nói tới vi khuẩn gram âm nó không đơn thuần chỉ sang là xin beta lactama mà có rất là nhiều cơ chế mà một vi khuẩn có rất là nhiều cơ chế như vậy và từng chủng loài vi khuẩn á, nó sẽ ưu tiên cái loài cơ chế như thế nào thì ví dụ như enterobacter thì chúng ta thấy là xin beta lactama là nó ưu thế hơn những cái cơ chế khác do đó mà khi mà đôi khi mà báo cáo viên này có nói nên được chỉ định mà định dẫn các beta lactamase này chó của enterobacter thì hay hơn so với hai nhà khác một cái nữa ví dụ như trước phần mũ sân thì nó rất là đa dạng các cơ chế nhưng mà nó có cái cơ chế mà hai cơ chế nó ưu tiên hơn so với sinh cảm beta lactamase này, chẳng hạn ví dụ là mi đột biến các hoặc là sinh bơm đầy ngạc thuốc và acinetobacter cũng bao cũng vậy thì nó rất là đa dạng các cơ chế và giờ này chúng tôi có cái bạn nhỏ nhỏ dưới ấy thì em có nói là à, khi mà những cái chất ức chế beta lactama và à, beta lactama beta lactama ấy nó định à, đến cái cơ chế nào? Ví dụ avibactam em có nói rồi, tức là nó sẽ kháng được à ACD phân nhóm ACD chẳng hạn và ức chế một ít của cái porin này. Còn nếu như mà à một cái beta lactama mới ví dụ như septolojan tam thì septolojan á thì là một cái, cephalosporin vì nó ức chế tức tiếp trên cái bơm đẩy ngược thuốc này và ức chế trên cái 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 đợt đột biến của pseudomonas aeruginosa thì do đó mà septolojan và tam nó đẩy tức tiếp trên thằng uh, khuẩn mũi xanh luôn nên do đó thằng tập septolojan này đó uh, khuyến cáo trong những cái khuyến cáo mỹ và châu nó rất là mạnh một thằng nữa em có nói là thằng cefiderocol, tức là một cái Cephalosporin mà gắn, nó gắn thêm với với sắt thì cái khả năng thẩm và vi khuẩn nó đưa cái, cái kháng sinh này vào trong nội bào nó rất là lớn nó lớn hơn hẳn những kháng sinh khác do đó mà uh, cefiderocol có thể ức chế cả serin và metallo beta lactama luôn uh, một cái nữa một cái chất cuối cùng em nói tới là sunbactam sunbactam thì khi này trong cái sơ đồ em nói là một chất ức chế beta lactama cổ điển. Tuy nhiên á, chúng mặc thì năm 2016 em có đưa một slide nó riêng đây. Thì năm 2016 á, người ta thấy thằng chung mặc tâm này ngoài cái tua cover của beta lactama cổ điển rồi thì nó nó gắn trên ppp PP1 và ppp 3 luôn. Và khi nó gắn như vậy thì nó vô tình nó là một cái beta lactam luôn và nó ức chế tổng hợp beta tế bào y chang là một thằng beta lactam và cái cơ chế này người ta thấy nếu như có hai cái, cái mức liều mức liều đầu tiên là mức liều cơ bản là 6 g và mức liều thứ hai mức liều cao là 9 g thì với 9 g đó nó có thể trung hòa được cái PPP luôn và hiện tại á sun được chỉ định cho uh, và vì sao là như vậy vì cái tỷ lệ gắn của sun bắc ở, ở trên PPP3 ở những chủng vi khuẩn khác nhau là khác nhau ví dụ như trước khuẩn mũi xanh chỉ có 1.7 thôi nhưng nó gắn trên bactabamani là tới là gấp 10 lần ạ à do đó mà hiện tại là sunbat tam chỉ định trong cái điều trị của acinetobacter baumannii à, tổng hợp lại thì chúng ta có những cái kháng sinh mới như thế này mỹ à, cấp phép à, trong những khoảng gần 10 năm trở lại đây thì à, đưa về việt nam á, mình có cetolozan tajobactam cetazidin à, là hai cái mà mình em thấy là nó đưa về mà khá phổ biến rồi tuy nhiên mà hiện tại những cái kháng sinh này là bệnh nhân phải tự túc chi phí hết À, nói tóm gọn lại tất cả những cái mà em nói khi nãy á dùng em mới tổng hợp lại một cái sơ đồ điều trị của vi khuẩn gram âm đa kháng nó dựa trên những kháng sinh mới và kháng sinh cũ mà trong cái sơ đồ của khuyến cáo của Mỹ và châu Âu thì thấy là nếu như mà vi khuẩn ấy à, ra là trực khuẩn mụn xanh đấy chẳng hạn thì chúng ta có lựa chọn ban đầu là ceftoloran mà ta vô tam hoặc là sẽ video nó có còn thể một cái kháng sinh cũ à, tuy nhiên đồ nếu như mà đề kháng với á à, về bắc tam hoặc sẽ tạo ra và tạo cho bắc tam rồi á thì mình vẫn phải sử dụng các linh cụ à, với cái enterobacter chẳng hạn thì khi này em có nói enterobacter là cơ chế đề kháng tồi của nó là cơ chế sinh các beta lactama và do đó nên có thể nên là đình dân các beta lactama cho cả cho enterobacter thì với những cái đình dân nó ra như thế này thì em có là uh, xin lỗi chị ạ nếu như mà ra OSA 48 á, mình có có thể là Septagidin Avibactam hoặc là KPC á, mình có rất là nhiều lựa chọn Septagidin Avibactam hoặc là meropenem Vabactam hoặc là Imiberem -E đó Nếu như MBL á, thì mình sẽ có aztreonam. Nam Còn nếu như đề kháng với những cái kháng sinh mới này đây bắt buộc chúng ta phải phải sử dụng kháng sinh cũ đó. Còn nói về một cái chủng nữa là Baumani thì Baumani hiện tại á, cái Uh, khuyến cáo của Xuân Bắc Tam nó khá là tồi hơn so với những kháng sinh khác. Tuy nhiên cái hiệu quả của nó vẫn vẫn uh, trên lâm sàng vẫn là còn rất là nhiều tranh cãi. Tuy nhiên chúng ta thấy á, uh, nếu như phác đồ ưu tiên hiện tại chúng ta thấy là Xuân Tam liều cao 9 gam ngay còn với uh, colistin thì đây là cái phạt đồ mà dành cho bao mani Nói tóm lại thì uh, tất cả những cái sơ đồ phác đồ đó Tôi, em nói trong cái quảng cáo của Mỹ và châu Âu thì người ta nếu bật lên cái thời đại của các BL và BLI nên do đó mà cái uh, mình nói là thời đại này là thời đại của và BL, BLI Tuy nhiên Việt Nam mình thì không thể sử dụng được chắc chắn là không thể sử dụng được vì uh, quý anh chị ở Bệnh Mai hoặc ở bệnh Nhật Đợi thì chúng ta có thể xét nghiệm được Tuy nhiên uh, những điều kiện ở nơi khác chúng ta không có xét nghiệm của beta lactama và kháng sinh nữa thì chúng ta thấy là uh, bệnh nhân cũng phải tùy thuộc của chi phí Do đó mà hai kháng sinh mà em có nói là uh, Septoloyantaboxam và Septaginaboxam đã về Việt Nam rồi. Tuy nhiên không dễ gì để sử dụng được nó vì chúng ta không có các điều kiện xét nghiệm và tình trạng của và thuốc cũng không có dữ dạ để chúng ta áp dụng đại tra cho bệnh nhân. Uh, nói lại một cái nữa thì đơn cái hướng dẫn điều trị kháng sinh của Bộ Y tế nếu như chúng ta dựa vào cái điều kiện pháp lý gì để chúng ta sử dụng những cái kháng sinh mới này thì phải chắc chắn là phải có cái hướng dẫn của bộ y tế thì bộ y tế năm 2015 có đưa ra một cái hướng dẫn sử dụng kháng sinh thì kháng sinh cái này em nói lại là cách đây khoảng gần 10 năm rồi mà áp dụng tại thời điểm hiện tại á, chắc chắn sẽ có rất là nhiều những tranh cãi và nó không còn có mới nữa và sử dụng cái này nó cũng rất là khó thì năm 2020 á, em lại thấy bộ đưa ra một hướng dẫn nữa thì bộ nói như nói đưa ra mà bộ nói như thế này à, những cái kháng sinh mới như thế này là sẽ tôi lưu cho bộ nói có hướng dẫn lộ tin hướng dẫn sử dụng và ban thông tờ đơn vị thì cái này nghĩa là như thế nào nghĩa là anh điều trị là anh bệnh dựa vào tài đơn vị của anh để anh sử dụng còn chúng tôi là không, có cái, tức là là um, cái trách nhiệm là tài đơn vị uh, sử dụng điều này rất là khó vì ví dụ như những đơn vị mà vi sinh mình dược mình thì nó họ có thể hỗ trợ cho lâm sàng tuy nhiên á, những, ở những nơi mà lâm sàng những nơi mà điều kiện nó không được tốt thì vô tình là trách nhiệm lại và thuộc về bác sĩ điều trị do đó mà tôi em nó phải nói là hiện tại những cái cái kính cũ mình phải sử dụng thôi mà mình sử dụng mà như thế nào để mà đưa tới cái hiệu quả mà tốt nhất cho bệnh nhân là trách nhiệm của bác sĩ lâm sàng À, thì vậy là dữ liệu vi sinh của bệnh viện Trung Quốc Huế Chúng tôi nên phải nhìn nhận lại Là hiện tại những cái kháng sinh nào Đáng nhạy cảm ở bệnh viện Trung Quốc Huế Thì ở Trung Quốc Huế chúng tôi có cái ra là um, Phân lập được 122 chủng trên bệnh nhân thợ máy thôi Dữ liệu cho thợ máy thôi Còn lại thì các nhân chủ yếu thì Bao uh, uh, Bao money là lớn nhất Rồi đến Clepsie và trực khuẩn mùa sân à, Còn Tù cầu vàng thì ít hơn Rất là nhiều khoảng 6% thôi thì với uh, Acinetobacter baumannii thì Sự nhạy cảm của nó phải trên 90% rồi Tuy nhiên Cũng tránh cãi nữa là giống như anh chị nói Đình dân uh, Lamix dựa trên cái phương pháp nào uh, Ví sinh trả lời như thế nào Cũng rất là khó nói uh, Nói về CLEP thì uh, Cái dữ liệu về Colistin chúng ta không có mà chỉ có Amigacin thôi, Amigacin nhạy cảm 50% Còn về của uh, Trực khuẩn mũi xanh thì trước khẩn mùa sen nhảy Colistin là năm à, mươi thì do đó à, với những cái cơ sở liều liệu nó còn rất là thiếu như vậy thì làm sao để bác sĩ lâm sàng có thể sử dụng Colistin được một cách tối ưu nhất thì do đó, à, em có thể nói tới cái đặc điểm dược đồng của Colistin. và Colistin khi dùng hiện tại là có được khuyến cáo hay không phối hợp kháng sinh với Colistin như thế nào và phát đồ nào hiện tại mà chúng ta có thể mà sử dụng trong điều kiện thiếu thốn của các À, BL và BLI. À, về đặc điểm dược đồng của colistin thì à, em nói rất là nhanh về vấn đề này. À, liều lượng của colistin đồng thuần quốc tế 2019 thì, thì liều nạp cho à, là 9 triệu và liều lưu là 4 triệu rưỡi mỗi 12 giờ cho những bệnh nhân mà mức lọc cầu thần mà tạm chấp nhận được. Thì à, đồng thuần quốc tế nói là phải làm sao thì làm, phải đạt được cái nồng độ đích của Colistin tổng trong huyết thanh phải được trên à, 20 gram trên lít thì ở à, những cái bệnh nhân mà chúng ta thấy ở giờ này cái mức lọc cầu thận nó cao khoảng trên 120 130 đi hoặc thậm chí cao hơn nữa thì nồng độ mà à, colistin, trung bình trong cái huyết thanh nó không đạt được 20 gram trên lít thậm chí nữa đó là nồng độ của huyết thanh còn thậm nồng độ mà chúng ta mong muốn nồng độ tại mô đích thì nó như thế nào ví dụ nồng độ của dịch biểu mô phải nang thì như thế nào thì có thể nó thấp hơn hai nữa à, một vấn đề nữa em nhắc tới đó thì đọc tính thần của là nó rất là lớn và cái dữ liệu hiện tại á, là có thể là đọc tiền thần à, tỷ lệ aki trên đường đầu tiên bệnh nhân sử dụng colistin đâu đó là khoảng từ 10 đến 60 phần trăm tỷ lệ nó rất là lớn à, một vấn đề mà em nói khi này đó là nồng độ cholesterol nồng dịch bị mô phải nang thì như thế nào thì nếu những cái nghiên cứu đến sáu bệnh nhân này á chúng ta bo lớt một rưỡi của cba đó thì khi mà uh, xét nghiệm lại nồng độ cholesterol nồng dịch bị mô phải nang tất cả những bệnh nhân này á thì nồng độ đều dưới một hết rất là nguy hiểm không đạt được cái nồng độ điều trị thì liệu rằng là chúng ta sử dụng cả tịnh mật cả khí dung á thì nó có cao hơn được hay không thì nghiên cứu này cho thấy là nếu như chỉ dùng tiêm tịnh mật thôi thì nồng độ của nó khoảng phẩy năm tới rất là dao động, có bệnh nhân thân thấp, có bệnh nhân rất là cao. Còn nồng độ mà khi sử dụng colistin đường phế nang trực tiếp đường phế nang thì nó cao vượt trội so với như dùng đường tịnh mật. Đó là có đôi khi mà chúng ta nghĩ là có thể sử dụng colistin trực tiếp thì cái hiệu quả nó sẽ cao hơn so với dùng đường tịnh mật đơn thuần hay không tóm lại về mặt diệt đồng colistin thì em có những cái nhận xét như thế này là nồng độ colistin rất là dao động đặc biệt là ở những bệnh nhân mà cái mức lọc cầu thận cao hoặc là những bệnh nhân tài hồi sức đi rất là nhiều yếu tố bệnh nhân ảnh hưởng tới nồng độ colistin mà có thể không đạt được cái mục tiêu điều trị cái thứ hai nữa là khả năng phân bổ colistin rất là thấp vào dịch biểu mô phế nang là là dưới 20 gam trên lít thôi và cái ngưỡng mà chúng ta cố gắng nâng liều tịnh mật lên á thì cũng là cái ngưỡng gây độc thần và tỷ lệ mà độc thần là có thể lên tới 50 phần trăm tính rất là cao thì cái giải pháp của em đưa ra có thể là như thế nào thì giải pháp là chúng ta sử dụng colistin đường khí dung này hoặc là chúng ta phối hợp kháng sinh để nâng cái hiệu quả điều trị colistin khi mà mình phối hợp với kháng sinh với colistin về cái giải pháp thứ nhất từ colistin khí dung thì một cái nghiên cứu tại thái lan chúng ta thấy là nếu như sử dụng colistin đường khí dung á, thì so với đường mạch đơn thuần thì cái tỷ lệ mà tử vong sau 28 ngày không có khác biệt giữa hai nhóm tuy nhiên là một cái biến cổ mà người ta nhận thấy á, đâu đó là cái tỷ lệ có thắt phế quạt là phải 7.8% nó cao hơn hẳn so với nhóm sử dụng đơn thuần một cái nghiên cứu này tại Hàn Quốc người ta cũng thấy là nếu như à, sử dụng có colistin khí dung và colistin mà à, mệt thôi á thì cái có thể cải thiện tỷ lệ sống trong 30 ngày à, và cái đọc tính à, thần và cái có thật phải quán á thì người ta không ghi nhận trong cái nghiên cứu này. Do đó mà à, tổng hợp lại tất cả những nghiên cứu đó em thấy là cái cỡ màu hiện tại là khá là nhỏ và những cái Uh, cái quan điểm của Mỹ năm 2022 về cái uh, sử dụng Coalescence uh, khí dung như thế nào Thì uh, Mỹ nói như thế này Là nếu như sử dụng đường khí dung uh, thì có thể khi chúng ta phun khí dung Thì cái mà phân bổ thuộc đến cái nhu mô phổi có thể là nó Không đầy đủ Tức là Có thể nó chỉ ngang ở uh, Phế quản thì nó không Tình dịch biểu mô phế nang chẳng hạn hoặc là những cái vùng khổ Khác nhau thì ví dụ phổi mà bị đóng đặc hoặc bị viêm bị ờ ừ, đông đam chẳng hạn thì làm sao mà colistin có thể phân bổ vào cái nhu mô phổi mà nó, nó tới tận cái dịch biểu mô phế nang được. Cái thứ hai nữa thì cái chế phẩm của đường chúng ta sử dụng mà đem ra để mà phun khí dung á là chế phẩm đơn tĩnh mật. Chúng ta đã rút ra nó chúng ta dùng khí dung thôi. Còn thứ ba nữa thì cái dụng cụ mà phun khí dung đỏ phải là dụng cụ phun khí dung có hiệu quả thì mới đưa cái cái thuốc nó đưa vào phổi được. Và thứ tư nữa là cái vấn đề về có phải quản thì đặc biệt là khi sử dụng liều cao thì do đó mà mình mày nói á, là không khuyến cáo sử dụng colistin đường khí dung nữa giải pháp thứ hai là giải pháp về phối hợp kháng sinh với colistin thì à, à, một cái mà phối hợp kháng sinh mà kín điện là meropenem còn có listing. Thì về mặt dược lực của meropenem thì nếu như sử dụng với mức liều á là khoảng 3 g tiêm tịt tí mệt ngắt quãng thì đâu đó nó cover được cái mic dưới 4 thôi. Hoặc là còn lên thêm nữa thì, thì 8 thôi. Nhưng á, nếu như chúng ta truyền tịt mệt liều cao 6 g ngày uh, truyền liên tục thì có thể ức chế được cái mic có thể là lên tầng 16. Và cái, thì chúng có những cái nghiên cứu gần đây người ta đưa ra chứng minh cái hiệu quả colistin phối hợp, phối hợp meropenem so với colistin đơn thuần thì một cái nghiên cứu tại châu Âu đó thì người ta thấy á, là cái tỷ lệ tử vong của à, xin lỗi thì nếu như chúng ta sử dụng Colistin so với uh, còn các 3 bên em thì cái tỷ lệ tử vong sau 28 ngày giữa hai nhóm này không có sự khác biệt gì hết à, thêm nữa thì một cái nghiên cứu khác ở tại Hàn Quốc người ta cũng thấy như vậy cái tỷ lệ tử vong giữa hai cái nhóm mà phối hợp Colistin còn Meropenem và Colistin đơn thuần đó là tỷ lệ tử vong sau 18 ngày vẫn không hề có sự khác biệt à. vậy thì một cái phân tích tổng hợp lại 10 nghiên cứu thì người ta thấy là với cái colistin đơn thuần là 9 triệu liều nạp đó duy trì 4 triệu rưỡi mỗi 12 giờ cộng thêm với uh, so sánh với phạt đô là cộng thêm với metropenem 1 tới 2 gam mỗi 8 giờ nữa đến những rất nhiều đối tượng bệnh nhân có thể nhiễm khuẩn uh, gram âm đa kháng đây và rất nhiều vị trí thì người ta thấy uh, cả 10 nghiên cứu này thì uh, tổng hợp lại thì người ta thấy cái sự cải thiện lâm sàng này uh, cái tỷ lệ tử vong sau 14 ngày và thêm nữa cái độc tinh thần giữa hai nhóm này không có sự khác biệt gì hết đây nên là dự, dự liệu hiện tại trong vòng vài năm trở lại đây thì người có không ủng hộ cho cái phạt đồ mà cô lý Tinh còn Mer, uh, meropenem nữa uh, đặt ra rất, rất, là nhiều thách thức lâu nay chúng ta sử dụng như vậy mà hiện tại là đưa ra thuộc thì không có Nhưng cái chúng ta sử dụng á, thì dữ liệu là, là thấy là không hiệu quả thì rất là đặt rất là nhiều thách thức cho những bác sĩ lâm sàng vậy thì à, em tổng hợp lại nếu như mà chúng ta cố gắng sử dụng phạt đồ colistin còn các ba bên em Miro bên em này trong cái hướng dẫn của châu âu và mỹ trong hai năm trở lại đấy thì người ta nói như thế nào thì châu Âu nói như thế này nếu như mà CRE và CRA thì nếu như mít nó dưới tám á thì sử dụng meropenem liều cao truyền liên tục vẫn được không có gì hết vẫn sử dụng như cũ lâu nay sử dụng sao giờ nay sử dụng vậy có thể kết hợp thêm mà uh, xét nghiệm hoặc là phối hợp thêm một kháng sinh khác còn với mỹ á nếu như ra CRA thì sử dụng meropenem á khi còn nhạy cảm còn nếu như ra uh, CRAB tức là Acinetobacter baumannii đó thì người ta thấy nếu như đã kháng với các bài bên em rồi thì cái phạt đồ colistin còn mấy rốt bên em người ta không có gần cáo nữa và mình có nói nếu như cố gắng mà sử dụng phạt đồ này thì phải kết hợp thêm một cái kháng sinh khác nữa kháng sinh thứ ba tức là ba loại kháng sinh ba là kháng sinh mà nếu như em giả dù lên thêm sun bắc tam nữa thường thường là sun bắt tam thì do đó mà cái liều kháng sinh chúng ta sử dụng lên tới vài chục gram mỗi ngày riêng xuống bắc tám thôi á, là đã tới là 27 mươi gram còn 16 sáu gram meropenem còn thêm với à, đấu đâu đó mười mấy triệu đơn vị golitin nữa thì đôi khi mà chúng ta em nói đùa đó là hiện tại bệnh nhân tại hồi sức là dùng một rộ thuốc luôn à, nên mỗi lần mà từ đưa thuốc từ dược lên hồi sức sử dụng là đưa bằng xe tải luôn không thể đưa bằng mà, mà đầy được nữa thì đó, rất là nguy hiểm em đã đua như vậy nhưng thực ra là sợ cái biến chứng về sử dụng beta lactam liều cao là có dịch rồi chẳng hạn và đọc tính à, thì à, em mới tìm ra được thì có một hồi đó là hồi nhi à, nhí khóa của tây ban nha thì mới đưa ra một cái sơ đồ như thế này nếu như mình phải chắc chắn là những vi khuẩn gram âm đa kháng mình phải chết cái mít của meropenem mà chất mít như thế nào em cũng không tin tưởng lắm nữa thì vì rất là nhiều phải cái dữ liệu hoặc chất lượng vi sinh hoặc nên là nhưng mà có còn hơn không thì tức là mình sẽ chất cái mít của meropenem nếu mít mà dễ tạm á thì mình dùng cái meropenem phạc meropenem mình được còn nếu như mít mà trên tám á thì chúng ta sử dụng kháng sinh mới mà chúng ta không có thằng minh mới chúng ta sử dụng kháng sinh cũ thì kết hợp với một cái ví dụ như Uh, colistin, amikacin, fortformicin hoặc tigacillin chẳng hạn Đó. Còn nếu như đề kháng hết rồi thì Còn rất là nhiều thứ đang nói uh, Mục đích cái slide này thì em nói là Cái mít của meropenem cực kỳ quan trọng trong cái Thái độ điều trị của nhiễm khuẩn gram âm đa kháng Vậy thì á có cái kháng sinh khác, cái kháng sinh nào khác để mà chúng ta thay thế meropenem khi mà phối hợp với colistin hay không? Thì cái nghiên cứu này, cái phân tích tổng hợp này người ta thấy là những cái uh, phối hợp khác ví dụ rifampicin này, này, amphicillin sulbactam này, năm cái phân tích tổng hợp như thế này. Thì những cái về ở dưới á thì có thì có có cái chứng minh hiệu quả với cholestin trong cái điều trị sera thôi còn những cái khác thì nó không có hiệu quả gì hết do đó cái phân tích tổng hợp này cũng không thấy cái hiệu quả gì hết khi mà phối hợp kháng sinh uh, với cholestin so với sử dụng kháng sinh cholestin đơn thuần thì vậy nữa châu âu và mỹ nói như thế nào khi sử dụng phối hợp kháng sinh và cholestin nếu châu âu nói như thế này nếu như mà ra cra này uh, nếu con nhạy cảm với cholestin á, uh, thì phối hợp à, uh, với một kháng sinh cũ đó uh, nếu như chúng ta không có sản các BLBLI cái này thì đơn giản đây không còn nói gì nữa nếu nhưng mà ra cái con trực khuẩn mũ sân là là khó cái con trực khuẩn mũ sân nó rất là nhiều cơ chế mà nó phối hợp với nhau có thể là đột biến porin này sản xuất bơm này ngược thuộc vô tình là cái con mà à, trực khuẩn mũ sân này cái hiệu quả và cái phối phác đồ phối hợp cụ nó nó rất là tệ luôn còn nếu như mà ra con à, moni á thì dễ còn băng moni Năm ngoái thì em có trình bày về mani đó ở hồi nghị trước thì cái phạt đô mà cho với mani hiện tại nó rõ ràng hơn phạt đô của cho CRE và cái trực khuẩn mùa xanh thì nếu như ra con CREB thì colistin còn với tigacilin hoặc sumactam chẳng hạn là sử dụng cũng được Tuy nhiên những cái Mỹ cũng nói như vậy thôi cũng không có sự khác biệt lớn lắm so với châu Âu Vậy thì á giờ là chúng ta bao money thì chúng ta có đáp án rồi. Đó là pháp đồ nó rõ ràng rồi. Thì còn hai con nữa. Con nữa, đầu tiên là CRA, con thứ hai là con trực khuẩn mũ xanh. Thì con trực khuẩn mũ xanh em đang chưa nói được, còn con CRA em có thể nói được. Là con CRA này có cái pháp đồ nào cho con CRA không? Thì á đục bộ các bên em chẳng hạn, mình có sử dụng được hay không? Thì nếu trên in vitro cái nghiên cứu này chỉ ra nếu như mà với cái meropenem đơn thuần mà truyền liệu cao thì có thể đẩy cái mic nó lên tầng 16 chẳng hạn. Tuy nhiên nếu như sử dụng lupo thì cái mít của meropenem có thể đẩy trên 128. À. Thì đó là in vitro. Còn về lâm sàng thì như thế nào? Thì nghiên cứu này tại Ý đây. Thì giờ này à, à, anh chỉ có thể thấy này, cái mic của meropenem lên 256, 512 chẳng hạn. Và cái cỡ mẫu ngang đó đó. Tuy nhiên là rất nhiều bệnh nhân có thể cứu sống được đây là là cái này để mà nói lại á về cái hiệu quả về mặt lâm sàng và cả dữ liệu về mặt vi sinh trên vi á thì nó đang rất là chân lệch nhau tại rằng những cái mít mà cao như vậy mà có thể sử dụng đúc bộ các bác bên em được và có thể cứu sống được rất là nhiều những cái câu hỏi đặt ra trong cái cái phạt đồ về đúc bộ này à, tuy nhiên á, một cái phân tích tổng hợp thì người ta thấy trong ba cái nghiên cứu này thì người ta thấy cái phạt đô phải đúc bộ các bạn bên em á, cho CRF vẫn là có cái hiệu quả à, cải thiện về mặt tử vong à, so với cái phạt đô mà à, cổ điện. Vậy thì à, mình không chắc nữa, mình rất là sợ vì dù với những bệnh nhân mà túi muộn sao á, cái hiệu quả nó phải tối đa nhất, cái phạt đô nó phải, cái hiệu quả nó lớn nhất ví dụ những bệnh nhân của em can thiệp về những cái ghép tàng chẳng hạn bệnh nhân ghép tàng này bỏ ra bao nhiêu chi phí này bệnh nhân đặt uh, ecmo này uh, hoặc là bệnh nhân lọc máu liên tục kết hợp rất nhiều phương pháp như vậy thì uh, có cái cái liều pháp hoặc cái phác đồ nào nó, nó nó hiệu quả nó em không bao giờ muốn thất bại thì liều là là có thể phù hợp colistin cộng với double được hay không uh, colistin luôn cộng với double luôn thì uh, cái uh, nghiên cứu in vitro người ta thấy nếu như mà sử dụng double thôi á, thì cái tác dụng hiệp đồng là 5 trên 10 chủng meropenem còn có listin là 7 đến 10 chủng nhưng mà double còn có listin là 9 đến 10 chủng in vitro thôi à, Lắm sang lâm sàng thì em chưa tìm thấy cái, 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 nghiên cứu cái, do đó mà sau khi có những cái kết quả như vậy thì em có những cái kết luận như thế này Uh, đây là thời đại của BL và BLI, nhưng mà không thể uh, áp dụng một cách toàn vẹn tại Việt Nam và Colistin là một cái thuộc mà cái, cái, cái cách sử dụng và diệt đồng nó rất là phức tạp Và thậm chí nữa là lý giải cho cái cái uh, hiệu quả trên lâm sàng đó. đôi khi nó không tốt do cái cái độ đích của mẫu mong muốn là nó không đạt được thứ hai thứ tư nữa thì lựa chọn colistin là rất là nhiều cái dữ liệu nữa mà chúng ta cần phải cân nhắc thì uh, em mình mạo mùi á uh, đây là cái ý kiến cá nhân của riêng em thôi chứ không phải là là, là, là được phạt đồ của ai hoặc là ở chứ cả sau khi em thấy uh, những cái dữ liệu mà mình đang có như vậy rồi là cái khuyến cáo mỹ châu âu như vậy và ý kiến của các thầy như vậy thì á uh, em mới màu mùi là mình sẽ có thái độ như thế nào để mà mà sử dụng cô trong thời đại hiện nay cái thời đại mà mình không có bị BL, LBOI đó nếu như mà chia ra hai nhóm uh, vi khuẩn gram âm -um, cậy uh, ra là ba tác nhân nếu như vi khuẩn đó nhảy với cô uh, nhóm đầu tiên là nhảy cô nhóm thứ hai á đề kháng hoặc kém đặc ứng hoặc là những cái, cái nguyên nhân nào đó mà chúng ta không thể sử dụng cô thì với CRE thì nếu như mình phải định mix của meropenem mà meropenem mix nó thấp dưới 8 á thì meropenem cộng với uh, chắc chắn thêm nữa uh, colistin còn không meropenem mà đơn thuần được hoặc là cộng thêm với thì hiệp đồng thêm với amikacin nữa chẳng hạn thì còn nếu như mix của meropenem mà trên 8 thì chúng ta sử dụng colistin cộng với những cái kháng sinh cũ giống amikacin fosfomycin tigacilin đó là cho CRE. Còn nếu CRE mà kháng với colistin hoặc là xảy ra kém đáp ứng cholestin đục bồ các ba bên em. nên nghĩ tới không có khuyến cáo chứ hướng dẫn rõ ràng nếu như chắc chắn hơn nữa đục bồ các ba bên em còn với cholestin để mà hàn chế à, em nghĩ cái này là cái mà tài tại sao mà xảy ra là là đục bồ là à, dựa trên cái cơ chế một cái các ba bên em sẽ trung hoa các bên em mà mà cái con sơ này cơ chế đề kháng của nó là ưu thế về sinh các bác bên em mà nên do đó cái đúc bô này đôi khi nó áp dụng trong trường hợp này thì uh, đó đó mà cái ý kiến của em á mà thêm đúc bô vào trong cái thằng này là nó nó hợp lý còn với những cái thằng uh, trực khuẩn mù sân thằng trực khuẩn mù sinh á thì um, đôi khi mình đọc trong cái cơ chế đề kháng của nó thì thằng septologian và tajo bắc tám á hành định trực tiếp luôn nên có thằng đó thử dùng thằng đó chắc chắn là ai cũng mong muốn như vậy nhưng mà nếu như mà không có thì chúng ta vẫn sẽ sử dụng colistin, còn amikacin, fosformicin chẳng hạn Còn nếu và uh, tất nhiên là phải định mix của meropenem, amikacin Nếu như đề kháng luôn, meropenem, amikacin mà đề kháng luôn của nữa thì em cũng bỏ tay luôn Còn nếu như mà ra cái uh, baumannii rất là cái phạt đồ nó rõ ràng rồi Nếu như mà uh, cái mix của sunbactam nó còn thấp á thì liều cơ bản của xuống bắc tam 6 gam được rồi tuy nhiên nếu mà kháng thì chúng bắc tam 9 gam còn với cholestin còn nếu như mà chúng ta không sử dụng được cholestin thì chúng ta sẽ đôi khi sử dụng chúng bắc tam còn với liều cao của tigacilin chẳng hạn đó là một cái lựa chọn đó là phần trình bày của em rất là nhiều những cái tranh cãi và nhà lâm sàng làm sao đó trong những cái điều kiện mà nó thiếu thốn nó không có đủ cho chúng ta thì chúng ta phải nghĩ ra hoặc là nghĩ ra thì không đúng nhưng mà chúng ta đọc trên những cái nghiên cứu những cái nhân xét hoặc là những cái tin trạng của bệnh nhân mà chúng ta lựa chọn phác đồ sau đó để nó nó không thể thất bại với không thể thì nó khó rồi vì thất bại nhiều lắm nhưng mà hạn chế cái tỷ lệ thất bại của khi chúng ta điều trị những vi khuẩn gram âm đa kháng à, em xin trân trọng cảm ơn quý thầy cô cảm ơn quý vị đồng nghiệp